Rồi chào mọi người nha. Thì bữa nay mình đi qua bên ông Hải nè. Ông anh Hải một, Hải mập. Đi qua đây phá. Ông đây. Thì bây giờ mình với ông Hải đi qua kiếm chỗ trước. Rồi lát lấy chìa khóa nè. Lát có anh Khôi Mai, Mai Khôi chứ. Mai Khôi với mấy anh em của anh xuống nữa. Xuống đây giao lưu câu cá rô. Bữa nay giảm đi câu cá lóc lại. Đi câu cá rô cho nó mát. Nó chui vô bụi này nè. Trời nắng quá. Chui vô mấy bụi này trốn cho chúng mát. Yeah, câu cá rô câu mấy mương nè. Đó, đây có mương đã. Cái này cái ruộng. Chỗ này câu cá lóc cũng được nữa nè. Mà không biết có cá lóc không? Bên anh Hải mà ổng ém mấy cái điểm này thấy đã ghê à. Đó, cá rô quận kìa. Đó. Đó, cá sặc nữa kìa. Đó, cá rô quận thấy ghê thì chứ. Đây, đồ nghề ổng kìa, đồ nghề ổng nè. Đó. Dải gì tùm lum vô đây nè. Giỏi bún lọt rồi. Giỏi ăn đọt rồi. Ôi. Đâu rồi, đọt ra văng nó mất tiêu rồi. Đó. Bây giờ anh mất cho mày á. Thôi. Mốt đọt cái đọt cam cam á. Mày gửi cho mày. Không ngoài chợ á. Ngoài chợ người ta có bán cái đọt cam cam á. Anh Hay Mập. Xuống cần đi quay. Giờ ra cần nha anh em. Giờ ra cần cái đã. Đây đồ nghề của mình nè. Còn mồi câu của mình đây nha mọi người. Trứng kiến vàng. Trứng của con kiến vàng. Hồi trưa mình mới đi thọc. Ở đây có con rùa nữa nè. Đây còn túm nữa. Trứng kiến này trứng kiến tươi luôn. Mình thọc mình chưa có lựa. Chỉ có vũ kiến không à. Cái này mình lựa kỹ sạch sẽ rồi ngon lắm. Cái mùa này cũng khó thọc. Thọc lâu á. Đi ăn cắp dừa nè. Đi ăn cắp dừa ăn. Đó, mình đang ra cần đây. Ông đi ăn cắp dừa về kìa. Sao được không? Má cái dừa quá trời nước luôn. Nước nhiều không? Một cái dừa nè. Người à? Nào, trời ơi. Cái dừa này. Có chai. Cái dừa như cái dừa bị vậy trời. Chút nâng cấp nữa. Gắn cũng hết đi hả? Giờ mấy anh em mình ra cần nha mọi người. Ông Hải cũng ra cần đó. Thả thiệt. Cái bãi này ngon ghê ha. Ngắn gọn được ha. Bên ông Chính em có cây cần cũng y chang của anh luôn á. Ngắn vậy đó. Ngắn nhỏ không khỏe này. Lưỡi đó mua hộp biết bao nhiêu tiền. Ý là một hộp 15 ngàn biết bao nhiêu lưỡi. Nè. Con này sắp đẻ nè anh Hải. Con này con kiến vàng nè. Nó đẻ ra cái trứng bự á. Móc một trứng một à. Móc con đó con được. Con đó câu trái chi vàng mà bá cháy luôn á. Nãy quên dặn em anh đem theo cái ná ha. Có mấy con cò nè. Có mấy con cò đỏ bò qua bò lại nãy giờ nè. Đây nè, ngay chỗ gốc dừa nè. Câu không có xăng luôn. Cá ăn kiểu kỳ trời. Cái phao cà giật. Giờ mấy anh em mình chạy qua điểm mới nha mọi người. Chỗ này thì cái ao dịch không à. Quá dịch, khủng khiếp dịch, thấy không? Quá trời dịch luôn nè. Không có nhiều con á, mới có 3.000 con à. Không có nhiều. Ha 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 ha.
Bỏ xuống đó cũng được anh Hải, bỏ con bỏ ra ngoài. Đó, 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 chơi liền kìa, đó, đó, đó. Rồi, rồi. Đó, một con. Đã. Xuống, 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 xuống. Lụm bên em ơi. Lụm. Á đầu, được cá không? É. Được rồi, con này có hai bàn tay. Cái này được rồi, được rồi, được rồi. Cái vỏ này nhé. Để lấy cái vỏ, lấy vỏ. Cái này làm việc cũng được. Có về ấy được rồi, cho nó miếng nước đây. Hà mã tân trụ nay đi câu cá lóc hả? Ê câu cá rô. Hà mã tân trụ của ông ăn gì ông Việt hả? Việt. Cá mập cú à? Còn chỗ mập nữa anh hả? Dưới chà dưới ngang á, cá mập nó đẹp chứ. Ừ. Không chỗ câu cái này, không cho câu hả? Không có chỗ câu, nó nằm đó là nó quất mà liền à. Tiếp thao nổi rồi là dứt nó liền, thao nổi là nó dựng rồi lâu lên, lâu lên. Bỏ xuống cụ cửa liền luôn mà. Trời ơi, con cá rô. Nè. À. Quá xa nè. Nhỏ hơn cá rô của anh Hải nữa. Nè, à, thấy không? Trời ơi, cá con này chừng hai ngón tay chứ gì. Trời ơi, con cá thắt lát nè. Hai ngón tay giật thấy ghê thiệt chứ. Nè, mấy cái lỗ con móc nè không. Trời ơi, con cá rô kìa. Đâu rồi. Quá xá con cá rô nè ông kìa ơi. Đã thiệt. Cải luôn đi. 2-1. Ghê chưa, man. Biệt tài, phải có. Con cá rô. Ôi cá rô đã chết. Lưới của ông hả? Còn mấy lỗ của ông hết luôn, ông bỏ cho anh câu quá. Nói cái quê tôi đến quê ai câu cá bự tự gì vậy trời ơi. Dạ không ai ổn ăn à. Đang zoom nè. Nhả luôn rồi. Đó, thấy họ đang dắt đi không? Nó ngành mập ngàn đứng đó người Nhung ơi. Nhung. Không à, quỷ cái đó từ còn mấy con rồi. Đi sao ăn? Gì nữa? Giật. Này bự mấy con câu đã nhiều nói gì vậy? Cười. Nè, bỏ vô nghe. Khoan khoan, từ từ thả mồi. Bự cái đó câu rồi. Cá. Cá gì cục mấy cái đây. Chỉ tim, chỉ tim. Cá ông Việt con cá đầu bên kia kìa. Cá đó mới bự.
Rồi cái ông Việt ở đâu ông bám theo gần đó, đừng có đi xa ổng. Cách lỗ gia Trường Giang 2 gian thôi. Mấy tháng trời rồi mà ông biết chỗ nào có cá nào nằm hết thì đi chỗ khác.